huyện Tây Hòa, khu vực thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong hay khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, không khó để bắt gặp những hình ảnh này. Xe chở cát chạy suốt ngày, cụ bò chở cát nhàn nhãn khắp nơi, và tất cả đều thản nhiên như không. Tất cả xe cát, cổ cát được lấy từ bãi cát trên lòng sông Ba, đoạn từ Gành Bà, xã Hòa Phong đến thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Mặt bằng lòng sông sau các vụ khai thác cát là những hầm hố khổng lồ, nhàm nhở. Trên lòng sông, các phương tiện dùng để hút cát vẫn sẵn sàng hoạt động bên cạnh những xe đào cùng đội quân xe tải đang làm việc hết công suất. Tại mỏ Hòa Phong này, bình quân mỗi ngày có khoảng 100 xe cát và cũng ngần ấy cổ cát được lấy đi. Nhiều người dân biết và lo ngại cho cuộc sống của mình vào mùa lũ, nhưng không ai muốn lên tiếng. Nhà tôi sắp sống đây, nhưng mà cuối cùng là cuộc sống mà. Có xin ai ai đấy liệu lắm thì cũng... Mình cái kiếp máy là nó còn bao nhiêu đấy, là nói rồi, nó nhiều cái không. Quản lý mà bà con xây dựng là, thí dụ như người ta xây dựng nhà, ở hay là gì, là nó là vô tư cho. Đâu có nói gì đâu. Nó cũng chạy bằng xe tải, mà loại xe tải trung ấy, nó chạy có một cái đường đi lên ngõ Gành Bà ấy. Ngõ núi Gành Bà đường kia nó chạy vô. Nhưng mà cái chuyện mà bán cát đồ của tài nguyên môi trường đấy, nó lo cho ở đây là thôn, ở đây cũng không có biết cái chuyện đấy đâu. Tình trạng khai thác cát trên sông Ba khu vực này diễn ra từ lâu, nhưng rộ lên hơn một năm nay. Nơi đây được ngành chức năng Phú Yên cấp phép cho doanh nghiệp tư nhân Trần Đại khai thác. Lợi dụng, hàng chục cổ bò của người dân trong vùng cũng tranh thủ khai thác để bán cho những hộ có nhu cầu xây dựng, gây nên tình trạng lộn xộn. Để khai thác được cát, doanh nghiệp vận chuyển lượng lớn đất đá để làm những con đường ngang dọc giữa lòng sông, tạo thành những con đê ngăn nước thay vì làm thông thoáng mặt sông như mục tiêu mà ngành chức năng đưa ra khi cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát. Nguy hiểm, cái đó là rất nguy hiểm ở chỗ là môi trường làm cái bãi cát là bà con ở đây người ta cũng phàn nàn. Đấy là cái thiệt hại tương lai trong này cho lớp con cháu. Bức xúc trước tình trạng này, tại một số tuyến đường nông thôn, người dân đã tự phát lập nên những gác chắn để ngăn xe cát gây hư hại đường nông thôn và ảnh hưởng đến cuộc sống của dân. Địa phương cũng có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép hoặc khai thác không đúng quy định. Chính quyền địa phương ở đây là cũng làm quyết liệt lắm chứ không phải đơn giản. Thấy con đò đấy là nó quyền là chỉ đạo ở dưới xã phải làm ven rốt từ năm 2013 này, 2012 là rộ nhất, 2013 đây là kịp thời là chấn cho. Lúc này trên sông Ba, tại những nơi được cấp phép khai thác cát và cả nơi không được phép, hoạt động khai thác cát vẫn đang rất nhộn nhịp với đủ các phương tiện từ máy móc hiện đại, máy đào, máy ủi đến phương tiện thô sơ. Người khai thác hy vọng lấy được nhiều cát nhất. Ngành chức năng cấp phép xong nhưng thiếu kiểm tra giám sát. Hậu quả để lại thay vì dòng chảy được làm thông thoáng sau khi hàng triệu mét khối cát được lấy đi là những hầm hố khổng lồ cùng những con đê ngăn nước ngang dọc giữa lòng sông. Ở hai bên bờ sông Ba, người dân lại nơm nớp trong nỗi lo sạt lở đe dọa mỗi khi lũ về.